thì chúng ta sẽ đi tiếp cái bài học là về liên quan đến cái thanh menu của chúng ta, hay là navigation bar, hay là cái thanh menu của chúng ta. Một trong những cái thứ quan trọng mà khi các bạn học với lại Bootstrap hay Reversal đó chính là cái menu. Đối với những cái website mà nó không Reversal thì khi mà các bạn kéo giãn nó lại, kéo cái trình duyệt lại, hay là trên thiết bị di động chẳng hạn, thì cái menu nó bị đẩy ra ngoài đúng không các bạn, và nó sẽ scroll ở phía dưới này được chưa nào. Cho nên cái điều quan trọng mà thằng Reversal hay là Bootstrap nó làm cho các bạn là tùy theo trên cái thiết bị mà nó hiển thị cái menu khác nhau. Thì các bạn thấy hiển thị đây, giả sử như cái máy tính của tôi thì nó hiển thị menu giống như vậy đúng không, nhưng khi tôi trên thiết bị iPad các bạn tích thấy menu nó xuất hiện cái ký tự này, hoặc là trên di động các bạn thấy nó nhỏ lại hết đúng không nào, và trên di động của chúng ta xuất hiện cái menu giống như vậy, xuất hiện cái menu giống như vậy được chưa nào. Thì cái điều này làm cho phép là gì các bạn, chính cái Reversal nó cho phép các bạn là thực hiện là chạy trên các cái thiết bị, và nó không phải synchron gì cả, và cái menu lúc này cũng rất là tiện dùng cho người dùng đúng không nào. Nó các bạn thấy ha, nó giống hệt cái menu khi mà chúng ta là gì các bạn, chúng ta mở lên những cái màn hình lớn hơn trên màn hình desktop. Tuy nhiên là gì các bạn, là nó đã thực hiện khá là tốt, chúng ta rất là tiện lợi khi chúng ta xài ha, nó khi chúng ta xài trên trên các cái thiết bị di động hay là trên những cái màn hình nhỏ hơn ha. Khi chúng ta kéo ra thì tự động cái việc menu sẽ tự động nó biến đổi các bạn ha, nó tự động biến đổi cho chúng ta rất là hay đúng không nè. Thì để làm sao mà chúng ta xài được cái đó, thì trong bài học hôm nay tôi và các bạn sẽ lần lượt chúng ta đi khám phá những cái thư viện, những cái hỗ trợ của Bootstrap hỗ trợ cho chúng ta khi chúng ta xây dựng cái menu này như thế nào. Chúng ta lần lượt đi các bạn ha. Đầu tiên cái ví dụ thứ nhất, cái menu thứ nhất tôi muốn làm cho các bạn là chúng ta muốn tạo một cái menu nó full màn hình. Các bạn thấy nè, nó full thấy luôn nào, nó full màn hình. Và cái nội dung ở bên trong này là các bạn nói dạng là nó container, nó nằm trong cái box của chúng ta. Vậy thì chúng ta đã học khái niệm là full và container. Các bạn thấy là chỗ này chúng ta sẽ là gì các bạn, container full 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 width đúng không nào. Còn cái thằng này là gì các bạn, container. Chúng ta gọi hai cái, một là chúng ta có một cái thể deep container float để nó full màn hình này, full màn hình cho cái logo, và chúng ta có một cái demo thì chúng ta bỏ trong container. Vậy còn cái những cái logo, những cái gì các bạn, những cái menu này thế nào thì chúng ta tạo ra sao thì chúng ta thực hiện ha. Rồi chúng ta xem, các bạn thấy khi chúng ta tôi kéo nhỏ lại nè, thì nó tự động như các bạn nó biến thành một dòng, nó biến thành một dòng. Tuy nhiên nó chưa có xuất hiện cái này ha, đến cái ví dụ cuối cùng thì chúng ta mới cho nó xuất hiện cái này ha. Còn hiện tại khi các bạn kéo là lập tức nó nhảy xuống cho các bạn ha, lập tức nó nhảy tự động nó biến luôn đúng không nào, thay vì nó phải synchron. Còn cái này là tự động. Thì chúng ta làm cái menu đầu tiên đơn giản nhất này như thế nào, các bạn nhìn đây. Các bạn tất cả những cái phần trên tôi không nói nữa ha, không nói nữa, chúng ta tập trung những cái phần dưới. Đầu tiên chúng ta có hai cái thẻ ha, các bạn thấy nè. Đây cái phần này là cái phần tạo ra menu, còn cái phần này là cái phần nội dung. Thì phần nội dung rất là đơn giản, chúng ta có class container, chúng ta nhớ container để chúng ta chứa nó để cho nó biết là Bootstrap ha, container, class container. Rồi để tạo được cái menu thì các bạn theo một số những cái bước sau đây. Bước thứ nhất các bạn tạo cho tôi, bước thứ nhất nha, nhớ bước thứ nhất là chúng ta tạo ra gì các bạn, một cái thẻ tên là nav, nav là chữ viết tắt của navigation. Chúng ta tạo cái thẻ nav của chúng ta, tạo cái nav được chưa nào, đó là bước 1 là tạo cái nav. Và chúng ta nhớ cái class của nó là gì, tên là nav 3, nav 3 là nav 3, navigation 3. Rồi chúng ta ghi là nav 3 default, nav 3 default là nó tự động nó lấy cái navigation hay là cái menu default cho chúng ta. Chúng ta sử dụng hai cái này, chúng ta sử dụng hai cái này được chưa nào, để chúng ta khai báo ra gì các bạn, cái menu của chúng ta. Các bạn nhớ nha, chúng ta bước 1 là chúng ta tạo ra cái thẻ nav và chúng ta ghi là nav 3, nav 3 default để chúng ta tạo ra cái nav đã tạo ra cái menu trước hết. Rồi cái menu của chúng ta là gì các bạn, cái menu nó phải full width đúng không nào. Thì chúng ta add một container Bootstrap vào div class, chúng ta đặt if div class container plus để cho gì các bạn, để full màn hình đúng không, để full width, full cái chiều rộng của chúng ta. Rồi trong cái này chúng ta có hai cái một cái thẻ div và một cái thẻ ul được cái nào. Thì cái thẻ div chỗ này các bạn có thấy này này, cái đây này, đây là cái div này, còn đây là những cái ul để chúng ta tạo ra những cái gì các bạn, những cái thẻ để chúng ta liên kết đi đến những cái trang đúng không nào. Còn phần này chúng ta tạo một cái thẻ div, chúng ta tạo một cái thẻ div thì chúng ta ghi là cái class là nav 3 header. Thì những cái class này mặc định nó đã có trong Bootstrap và các bạn cố gắng chúng ta làm giống hệt như vậy. Để gì các bạn, chúng ta tạo ra menu nó có reversal Bootstrap của chúng ta. Thì cái div này chúng ta có nav header, chúng ta ghi có một thẻ A là liên kết đến gì các bạn, đến cái trang chủ của chúng ta, ngay trang của chúng ta. Thì chúng ta có một cái nav là nav 3 brand, có nghĩa là cái đại diện logo hoặc là thương hiệu đó các bạn. Chúng ta cũng ghi là nav 3
Napa và Brand được chưa nào, và chúng ta đưa cái logo thương hiệu chúng ta đây. Rồi sau đó chúng ta tạo ra gì các bạn, cái đây chính xác mới là cái menu trong cùng của chúng ta, cũng cái class, và các bạn thấy là chúng ta ghi là nap, rồi gì các bạn, nap ba nap được chưa, nap ba nap để chúng ta tạo ra cái menu. Các bạn nhớ hai nap nè, rồi nap ba nap để chúng ta tạo ra menu, và bên trong này là các li của chúng ta. Hai li đây là các tạo thông thường, lúc nào li rồi a là liên kết nè, cứ li a liên kết. Và các bạn thấy chỗ này có chữ gì các bạn, cái chữ là acti. Acti có nghĩa là gì? Acti nghĩa là gì? Các bạn nhìn đây nè. Đó, các bạn thấy nhìn cái gì các bạn, nó đã được chọn sẵn luôn nè, đã được chọn sẵn có nghĩa là gì các bạn, acti có nghĩa là mặc định chúng ta muốn acti cái nào thì chúng ta acti cái đó. Ví dụ tôi đem cái acti này xuống dưới cho các bạn thấy ha, đem acti này xuống dưới Ctrl X, chúng ta cho này acti thì nó lúc đó gì các bạn, cái hàng trang một của chúng ta nó sẽ acti đó, các bạn thấy này nó acti trang một ha. Thì HTML, CSS, Bootstrap nó support rất là nhiều cho các bạn ha. Rồi giờ tôi nói lại ha, mục tiêu của bài này của chúng ta là gì, tạo ra cái menu ha, tạo ra cái menu và tạo một cái container demo phía dưới. Thì chúng ta nhận thấy cái menu của chúng ta là full màn hình và container là nằm bên trong ha. Thì container cái nội dung nằm bên trong thì đơn giản là chúng ta xài container được chưa nào. Còn cái menu này chúng ta làm theo một số bước sau đây. Một là chúng ta tạo một cái nap, thẻ nap được chưa nào, và nhớ viết của nó class là nap ba, được chưa. Rồi nap ba default, lát chúng ta sẽ có cái này nó thay đổi nha các bạn, cái này là default thôi, chúng ta không sử dụng cũng được, ta xóa cái này cũng được à, chúng ta phải có nap ba là được rồi đó. Nó không default thì gì các bạn, nó không có cái màu, không có cái màu phía dưới thôi à, tuy nhiên nó vẫn có gì các bạn, nó vẫn là ribbon siêu à, default thì nó có thêm những cái CSS nó đẹp hơn được khi nào, các bạn cũng có thể điều chỉnh cái CSS đó sau à. Còn chúng ta muốn để ban đầu thì chúng ta default nó để cho nó đàng hoàng, nó ra một cái ví dụ cho nó tươm tất à, đó tươm tất nó có màu ở ray phía dưới ha. À, rồi nhớ tạo một cái thẻ nap, tên cái class là nap ba và chúng ta bỏ cái nap default vào. Rồi sau đó chúng ta tạo cái container flood để chúng ta full cái màn hình của chúng ta, container flood full màn hình. Ở bên trong này là những cái liên quan đến cái nội dung của menu chúng ta. Một là logo hoặc là tên thương hiệu chúng ta viết ở chỗ này. À, và sau đó là các cái menu con. Thì logo tên thương hiệu chúng ta cũng muốn ribbon siêu bootstrap thì chúng ta đặt cái thư viện là class, các bạn cứ thấy nap ba này, đây cũng nap ba này, nap ba này chúng ta nap ba header là cái phần tiêu đề của cái menu, và nap brand là nó tự hiểu là gì các bạn, là chúng ta đưa cái logo hoặc là thương hiệu tự động nó ribbon siêu cho chúng ta luôn, nap ba brand là logo hoặc là thương hiệu được chưa. Rồi đây là cái phần ở phía trước, phần ở bên trái, còn phần bên phải của chúng ta là các cái gì các bạn, các cái menu của chúng ta thì chúng ta ghi là nap à, nap và nó cũng là nap ba nap được chưa, nap ba nap chúng ta có nap rồi, chúng ta có nap ba nap rồi, ở trong này là các gì các bạn, ở trong này là những cái menu của chúng ta à. Còn cái class gọi là acti thì chúng ta muốn là mặc định ban đầu là chúng ta muốn chọn cái menu nào thì chúng ta cho cái class bằng acti ở chỗ đó thì nó sẽ chọn cho các bạn à, chọn cho các bạn được chưa. Rồi thì à, đó là cái cách mà chúng ta tạo một cái menu đơn giản nhất. Thì trên những cái bài các bạn cũng có thể copy cái đám này à, chúng ta cũng có thể copy nguyên cái đám này sau đó chúng ta sửa lại thôi à, chúng ta sửa lại khi chúng ta dàn những cái menu cho khách hàng à, chúng ta dàn menu cho khách hàng và chúng ta cũng có thể điều chỉnh những cái CSS sau à. Còn cái cú pháp, cái cấu trúc thì các bạn nên theo như thế này được chưa nào. Đó là cái menu đầu tiên à, menu tôi demo cho các bạn đầu tiên, các bạn thấy nó như vậy à, tự động xuống và nó chưa có cái container gì hết à. Rồi chúng ta đi đến cái menu thứ hai, demo thứ hai nó là cái gì đây à, chúng ta browse lên chúng ta coi ra sao đã. Đây thì nó cũng giống hệt cái thằng kia à, nó cũng giống hệt, vẫn có cái nằm bên trên cùng cái menu và cũng có container, tuy nhiên các bạn thấy là gì, nó đổi cái màu đen và này là nền trắng à, chữ trắng và này đen được chưa. Thì bút trắm nó cũng dàn dựng cho các bạn sẵn cái style giống vậy à, style này thì nó cũng không gì khác cái đầu à, mọi thứ giống nhau hết, giống nhau hết, giống nhau tất cả này, container giống nhau này đúng không. Rồi các bạn chú ý trong cái đám này thì nó cũng có class bằng nắp ba, tuy nhiên chỗ này là không phải nắp ba default, nó ghi là nắp ba inverse. Invert là cái gì các bạn, là ngược lại, nghịch lại, nghịch lại có nghĩa là hồi nãy là đen trắng thì giờ trắng đen gọi là inverse đó các bạn à, thì chúng ta có inverse à, nap ba inverse và mọi thứ trong này đều giống nhau cả à, vẫn là nap ba này, container flood nè à, rồi nap ba header nè để cho đại diện header, nap ba brand là thương hiệu nè, rồi chúng ta cũng có nap, nap ba nap là cái menu, cũng có acti, không có gì khác hết, chỉ khác đúng cái chỗ nap, nap ba inverse là nó biến thành cái màu đen và tông trắng được chưa. Thì các bạn có thể customize cái này lại tùy theo chúng ta đè CSS đó các bạn, chúng ta xài cái thuộc tính đè CSS, chúng ta tạo ra một cái style riêng, cái trang style riêng, sau đó chúng ta đè nó à, chúng ta đè cái menu này, chúng ta không muốn cái menu dòng dài, chúng ta biến thành một cái menu
màu của chúng ta thì chúng ta tạo file style.css, chúng ta viết ở ngoài và chúng ta include cuối cùng ở trong cái này này các bạn. Chúng ta bỏ vào đây. À, chúng ta bỏ vào chỗ này, dưới này. Dưới cái script này, dưới cái style của thằng này thì lập tức đó thì nó sẽ lấy những cái style cuối cùng của chúng ta, nó đè lên những cái style mà mặc định của Bootstrap để chúng ta tạo ra những cái màu khác nhau. Đúng nè. Thì trong cái demo 2 này nó chỉ đơn giản là nó khác như vậy thôi. Ha, à, khác như vậy thôi. Rồi, chúng ta đi tiếp cái menu 3. Nè, cái menu 3 của chúng ta nó khác cái gì? Chúng ta open lên, các bạn thấy web browser ở đây. Menu 3 nó cũng màu đen trên này, nhưng mà các bạn thấy tôi cố tình là như các bạn nó có những cái scroll này, à, nó có scroll này. Được chưa? Và các bạn khi thấy scroll này, à scroll là gì các bạn? À, cái menu của chúng ta nó giữ nguyên, đúng không nào? Cái menu của chúng ta giữ nguyên chứ nó không có chạy theo, ví dụ như cái menu 1, menu 2 này các bạn thấy này. Ví dụ chúng ta có nhiều cái nội dung ha, đây. Menu 2 open with HTML đi, tôi có bao nhiêu cái nội dung cho bạn coi ha. Thì nó là như các bạn, cái menu nó sẽ chạy theo. À, menu nó sẽ chạy theo. Rồi, chúng ta demo open with với lại này. Đây, khi chúng ta nội dung dài chúng ta roll, đó các bạn thấy menu nó chạy theo này. À, menu nó chạy theo. À, tuy nhiên nếu như mà các bạn thấy khi mà menu chạy theo này, người dùng muốn bấm á, người dùng muốn bấm các cái trang khác thì cần phải kéo lên, đúng không nè, kéo lên trên này để nhấn những cái trang này, đúng không nè? Tại vì nó chạy lên mất rồi, nó chạy mất tiêu rồi, không có chỗ nào để bấm hết. Thì nó đôi lúc nó là bất tiện. Cho nên chúng ta phải chuyển sang cái chế độ là gì? À, tôi fix ở trên này. À, các bạn khi thấy tôi roll nè, tôi roll thì nó luôn, tôi muốn bấm lúc nào cũng được hết trơn, mặc dù tôi roll xuống dưới cuối trang tôi vẫn bấm được. Thì trong Bootstrap nó cung cấp cho bạn cái gì? À, Bootstrap nó cung cấp cái gì? Chúng ta xem đây. À, nó cũng đơn giản có một cái nữa thôi. HTML editor. Đây các bạn nhìn thấy mọi thứ giống nhau cả, giống nhau hết. Container tôi cũng bỏ cái container vào, giống nhau tất cả. Vẫn là nguyên cái là thẻ nav, đúng không? Div container plus nav bar header, nav bar brand, rồi nav, nav bar nav, active, vân vân. Tất cả là giống nhau cả. Trừ cái chỗ này các bạn nè, hay còn nav bar invert tôi cũng đã có rồi. Trừ cái là gì? Trong cái nav của chúng ta thêm là nav bar fixed top. À, fixed top là nó cố định fix ID đi các bạn. Nav bar fixed ID có nghĩa là fix ở trên cái top, được chưa nào? Đó là nó nằm cố định ở trên cái phần trên cùng đó các bạn, nằm cố định ở trên cùng, được chưa? Nếu như các bạn muốn nằm ở dưới cùng thì chúng ta sửa lại chỗ này là gì các bạn? Thay vì top thì chúng ta sửa là gì? Bottom. Đúng không nào? Đó, chúng ta sửa bottom. Thì nó sẽ fit cho các bạn ở dưới bottom. Đây. Đây, đây các bạn, à, nó nằm phía dưới cùng. À, nằm phía dưới cùng. Rất là hay, đúng không nào? Bootstrap nó làm hết cho các bạn. Làm hết, muốn fit ở bên trên thì chúng ta ghi là nav, à, nav fit top, còn ở dưới là nav fit bottom là nó fit phía dưới. À, để cho người dùng có thể bấm được, để người dùng có thể bấm được, đúng không nè? Đó, cho nên chỗ này là gì các bạn? À, chúng ta sửa cái này, chúng ta chỉ thêm đúng cái chỗ là nav bar fix top hoặc là fix bottom trên cái thẻ nav cho cái menu của chúng ta. À, còn mọi cái này chúng ta không có gì thay đổi cả, vẫn lấy container plus để chúng ta full. Còn bạn nào không muốn plus thì chúng ta container để nó bo lại trong một cái gì các bạn? À, trong một cái container, à, trong một cái box. À, nav header, nav brand, brand vân vân. Được chưa? Mọi cái này giống nhau cả. Chỉ có cái là nav bar fix fit là cố định ở bottom hay là top, được chưa nào? Đó, rất là đơn giản ha. Là chúng ta fix được cái menu, được chưa nào? Rồi chúng ta đi đến cái menu cuối cùng, cái demo cuối cùng cho các bạn thấy ha. Thì trong cái menu này là gì các bạn? Nó kết hợp là chúng ta là à, dàn bên trái, dàn bên phải luôn nè. Này là bên phải nè các bạn, dàn bên phải. Còn này là dàn bên trái. Ha, chúng ta chia cái menu của chúng ta phần bên phải, phần bên trái. Bởi vì các bạn thấy cái menu này thường hay xài nhất, đúng không nào? Bên này là các cái trang, bên này là đăng nhập đăng ký. Đồng thời các bạn thấy được cái này luôn khi chúng ta kéo lại. À, khi chúng ta kéo lại thì à, cái này nó cũng drop menu. À, nó chưa có sổ ở chỗ này các bạn ha. Trong cái demo tiếp theo thì tôi sẽ đề chỉ cho các bạn ở chỗ này nè, nó có cái gì các bạn? Cái nút để chúng ta collapse lại, để chúng ta collapse. Và còn cái ví dụ này nó cũng chỉ dừng lại gì các bạn? À, chỉ dừng lại là chúng ta demo bên trái và bên phải. À, demo bên trái và bên phải. Demo bên trái và bên phải cho các bạn ha. Rồi chúng ta quay lại cái menu 4 nè. À, tôi thiếu một cái demo, lát tôi sẽ làm cho các bạn coi cái demo đó. Thì đây, và các bạn thấy ở phần bên này là bên phải nè. Thì chúng ta làm sao để nó có cái phần bên phải đó? Chúng ta nhìn đây, HTML Editor. Mọi thứ giống nhau cả. À, và bên phần này chúng ta cũng nắp 3 invert đến có màu đen. Được chưa? Dưới này của chúng ta có container, không gì thay đổi cả. Tôi đóng mấy cái không đổi lại. Chúng ta chỉ quan tâm đến cái chúng ta cần thay đổi. Ha. Rồi các bạn thấy nè, chúng ta có hai bên. Cái container plus nó chứa có tất cả. Nó chứa, à, chúng ta cũng có container plus là full. Thì container plus các bạn thấy nè, đầu tiên nó có gì các bạn? Nav header, nav brand là một cái thẻ div, à, một cái thẻ div bình thường đã có rồi. Được chưa nào? Rồi chúng ta cũng có cái menu của chúng ta nè, cái class nè,
nắp, nắp ba nắp, ACTY. Và các bạn thấy chỗ này chúng ta muốn là gì các bạn? Chúng ta muốn cái gì đây? Các bạn nhìn nè, chúng ta muốn cái drop down này, chúng ta muốn có một cái drop down menu. Đúng không? Các bạn muốn drop down menu này. Đó, nó sổ xuống những cái menu con, sổ xuống menu con và có bên phải thì chúng ta làm sao? Cực kỳ đơn giản, các bạn tạo cho tôi cái drop down. Đây cái là y, cái này là cái acti nè, cái thẻ A đầu tiên là không có drop down. Thẻ thứ hai có drop down là phần drop down menu. Đây, drop down menu các bạn coi nè, drop down menu. Đây drop down thì các bạn buộc phải để có chúng ta drop down những thư mục con, các bạn phải có cái khai báo cái class của cái thằng lợi đó là một cái drop down, một cái drop down. Được chưa nào? Drop down. Rồi, drop down trong cái này chúng ta có một cái thẻ A. Chúng ta có cái thẻ A. Thẻ A để nó kéo xuống đó các bạn, thì chúng ta có một cái lát là drop down toggle. Toggle là gì các bạn? Cụp thả này. Đó, toggle. Drop down toggle, đây là cái thẻ A này, cái thẻ A chỗ drop down này các bạn. Drop down toggle, đây drop down toggle và tên là drop down menu này các bạn. Drop down menu. Được chưa? Các bạn có thể có liên kết chỗ này hoặc là không liên kết, chúng ta chỉ bấm xuống thì nó sổ xuống thôi, không cần liên kết cũng được. Được chưa nào? Thì tôi nói lại, chúng ta có một cái LI cha là tên là drop down. Có một cái drop down toggle để chúng ta bấm lên bấm xuống, sổ lên sổ xuống. Và các bạn có thêm cái thằng gọi là data toggle. Data toggle chính là gì các bạn? Là cái chữ drop down. Data toggle là drop down cho cái toggle này. Được chưa nào? Chúng ta ghi data toggle là drop down để nó hiểu là chúng ta có thể kéo thả được. Rồi còn cái này các bạn thấy nè, có một cái span, có thể span và nó ghi class là bằng caret. Caret thì chắc là cái mũi tên đó các bạn. Đây nè, cái caret là cái này đó các bạn. Caret là cái mũi tên này. Rồi, như vậy thì tôi nói lại là cái để ghi được cái drop down menu, chúng ta phải có một cái thằng LI cha. LI cha là ghi là drop down, được chưa nào? Sau đó chúng ta có cái thằng A, đây là một cái thẻ A này, drop down menu chính là thẻ A. Thẻ A thì chúng ta cũng ghi là gì các bạn? Drop down, đúng không nào? Đây cái thẻ A này, drop down toggle. Để cho gì các bạn? Đây là toggle, chúng ta bấm chỗ này nó toggle được nè các bạn. Và các bạn nhớ thêm có data toggle chính là cái drop down của chúng ta. Data toggle chính là cái này. Chính là cái class này, chính là cái thằng cha này. Và chúng ta có cái href và cái tên của nó. Rồi dưới này là những cái caret là cái hình này, cái caret là cái mũi tên này. Được chưa nào? Đây là cái caret của chúng ta. Rồi chúng ta muốn những cái menu con thì dưới này chúng ta ghi là cái class là gì? Drop down menu. Và cứ như vậy các bạn build cái drop down cho chúng ta. Nói tóm lại, cái drop down của chúng ta là gì? Phải có thằng cha tên là drop down. Được chưa? Có một cái thẻ A nằm bên trong là toggle để bấm lên bấm xuống, và cái data toggle là chúng ta trỏ đến cái thằng này, cái class là drop down. Cái class drop down là data toggle. Được chưa? Có một cái caret là cái mũi tên, sổ lên sổ xuống đó, cái mũi tên đó, để cho cái mũi tên là caret, cái class là caret để nó có cái mũi tên. Và chúng ta có những cái thằng cái UL để đại diện cho cái ở bên trong và chúng ta ghi là drop down menu. UL chứa ba thằng này. Chúng ta phải có UL, và đây là những cái LIA. Được chưa? LIA thì là chúng ta phải có một cái UL chứa thằng này. Ở bên ngoài này đã có UL lớn, UL lớn chỗ này là một cái LI drop down này các bạn, có A. Đúng không nào? Là đây là UL chứa những cái thằng LI nhỏ bên trong. Như vậy chúng ta đã tạo được cái gì các bạn? Cái drop down menu. Cái drop down menu, những cái menu con chúng ta cũng thường hay xài. Rồi, bây giờ đến cái trường hợp là gì các bạn? Chúng ta muốn ở bên phải này, muốn ở bên phải này thì các bạn nhìn đây. Chúng ta muốn ở bên phải. Đây mọi thứ nó kết thúc bằng UL, đây là bên UL đúng không nào? Là cái thằng bên trái. Rồi, để có cái phần bên phải chúng ta cũng ghi giống như cái này là nap, nap ba nap cũng giống hệt cái thằng ở trên. Tuy nhiên, để chúng ta báo vào bên phải chúng ta ghi là nap ba right. Nap ba chúng ta ghi là right là nó ở bên bên phải, ở bên phải. Được chưa nào? Nap ba right là nó biết là nó lập tức ở phần bên phải cho các bạn. Nap ba right. Rồi được chưa? Rồi ở đây chúng ta xem là gì? Có đăng ký và có một cái biểu tượng. Chúng ta cũng có biểu tượng và đăng nhập. Thì ở đây không phải là các cái hình các bạn ha, mà chúng ta xài cái gì? Chúng ta xài cái gì chúng ta đã học nào? Xài những cái icon. Thì chúng ta đang xài là glimpse icon, đúng không nào? Không phải xài hình các bạn ha, mà xài những cái icon. Được chưa? Và lợi thế của nó là gì thì tôi đã nói các bạn trong, tôi đã giới thiệu các bạn trong cái bài là glimpse icon. Thì trong này tôi để mua luôn cho các bạn cái phần này là bên phải, thứ nhất là nắp bar right, và chúng ta xài những cái thẻ là gì? LIA. Và cái icon của chúng ta nó nằm trong cái A thì nó có thể click được. Thì chúng ta khai báo glimpse icon, và glimpse icon đưa cái tên của nó là user hay là glimpse icon login, thì lập tức nó đưa cái hình tương ứng với lại hai cái của chúng ta. Như vậy là phần này là phần bên phải. Phần bên phải chúng ta ghi là nắp ba right, và chúng ta muốn xài những icon gì chúng ta nhớ ghi là báo cho nó là lớp glimpse icon, và sau đó glimpse icon cộng tên của nó để chúng ta được cái menu dòng dài. Thì nói tóm lại
là trong cái menu mà nó kết hợp giữa drop ba và phần bên phải, drop down và phần bên phải, thì các bạn cũng làm tương tự như cái kia, làm tất cả tab 3 header, tab 3 trend, rồi vẫn có những cái URL này. Rồi sau đó chỗ này là một sự đặc biệt là drop down, thì chúng ta khai báo cái thằng lấy chỗ này là một kiểu dạng là drop down này, thì báo lợi đặc biệt chỗ này. Tất cả các bạn đều thấy lợi như nhau này, đó lợi đấy hết, đúng không? Chúng ta có lợi này, lợi thì lợi này là lợi empty, đúng không? Còn cái lợi này của chúng ta muốn là cho các bạn một cái drop down, một cái drop down, thì chúng ta drop down cái gì? Drop down là chúng ta có một cái thằng A là không ngồi để nó kịch lên kịch xuống được, ok nào? Rồi có một cái thằng cái mũi tên, rồi sau đó là những thằng con nó muốn sổ xuống, thì chúng ta ghi cái này. Và các lớp cần phải theo là drop down nè, drop down toggle là chúng ta để click lên click xuống nè, và cái data toggle là nó sẽ reference, nó thành chiếu đến cái lợi của chúng ta. Data toggle là cái dữ liệu để nó toggle đó các bạn, một chúng ta đưa một cái dữ liệu để toggle chính là cái lợi bự, đúng không nè? Rồi chúng ta có một cái mũi tên, và dưới này là cái URI, thì URI chỗ này chúng ta chỉ báo là drop down menu để chúng ta tạo ra cái menu đó. Thì đó là toàn bộ những cái liên quan đến cái phần menu. Thì cái bài sẽ về tiếp theo tôi sẽ chỉ các bạn là nó có cái biểu tượng.